Trời ơi, ổ qua nó chín hết trơn rồi, không ai hái nè. Một trái. Trời ơi, hai trái. Ổ qua nè Louis, ở nhà chồng không ai hái hết, kiểu như không ai lên vườn hết cả nhà. Trời ơi, nó chín hết trơn à. Trời ơi, đưa cái rổ giùm anh cái. Trời ơi, ổ qua nè con. Trồng mấy cái này, kiểu mấy cái này ăn organic đó, mình hay trồng để cho Louis ăn mà không ai hái hết trơn. Trời ơi, ổ qua nhà tôi nè. Trời ơi, chú trời, đây nha mọi người. Trời ơi, có cái này cả nhà. Trời ơi, ổ qua nè. Trời ơi, ổ qua nè cả nhà, thấy không? Quá trời quá đậu, thích không luôn rồi. Trời ơi, cô chú ơi, coi quá trời luôn mà ở nhà không ai hái. Bữa giờ ba đi sanh em bé với mẹ. Ý dạ, hết hồn bác hai ơi, quá trời rồi con ơi. Trời ơi Louis ơi, quá trời trời. Trời ơi, cái này ở gần nha, xa xa nè, bên này. Trời ơi, mang lại hai bớt cho mình này. Quá trời luôn nè, hôm qua nè. Trời ơi, đủ nấu canh đâu cả nhà. Có chồng cây táo. Phần đó còn lại phần đi. Táo quá trời luôn. Mình mai lên hái cho mình. Hai bớt táo, táo lớn nè. Trời ơi táo. Nhiều lắm, mấy chục trái luôn. Soi đèn cho cây khế, hay mấy cây khế cho Lùi ăn cái. Đây qua đây hái khế nè. Trời ơi đây cây khế nè. Bữa nay đèn trên này nó bị mưa quá thì tắt rồi. Đây soi đèn cho. Mấy trái khế nè, thấy không chú? Một trái khế chín nè. Trời ơi. Hai trái khế nè. Ba trái khế nè. Trời ơi, 4 5, quá trời luôn, nhiều lắm nè. 6 nè. Trời ơi quá trời. Thôi hai mấy trái thôi, đây qua đây. Đây qua cho mấy cái khế này cho mấy cô chú coi nè. Trời ơi khế nè, khế nhà tôi chín nè. Trời ơi ngon chưa đó. Vườn rau ba chào cho Louis ăn. Louis ơi, soi đèn quay cho Louis nè. Trời ơi chú kỳ quá, nhờ chú lên soi đèn của chú làm kỳ quá chú ơi. Con cầm đi. Con cầm đi. Ôi ôi, con cầm á hả? Ôi ôi, không ăn được, 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 không ăn được nha. Qua đây cái trái này con ăn được nè. Qua đây, qua đây bạn hái trái cho con ăn nè. Ôi dạ. Ôi quá. Bên này nha. Ủa soi đèn đâu rồi chú? Đây qua đây, qua đây. Không thấy đường rồi, cái vô thầm hôm nay thì bữa nay về đèn bị hư rồi. Rồi đi xuống đi.